kia cũng là một đội, và các bạn sẽ được chọn đóng một trong ba nhân vật này. Người đàn ông, người hạ con hổ nhờ có sung hoa và băng hoàn này. Con hổ thì sẽ hổ người phụ nữ, người phụ nữ thường không mang vũ khí, và nếu gặp hổ trong rừng có thể để hổ hồn, con hổ để hồn. Nhân vật thứ hai là con hổ hồn người phụ nữ, và nhân vật thứ ba là người phụ nữ thì dễ dàng đánh được người đàn ông, các bạn biết rồi đúng không? Thế bây giờ trò chơi là từng đánh này các bạn sẽ là một team, và các bạn bàn thống nhất với nhau xem mình sắp team mình sắp đóng vai con gì. Bên đây cái game thế hai bạn bàn với nhau xem là mình sẽ sắp đóng vai con gì. Thế là khi mà hồ 1, 2, 3 thì bên này sẽ thể hiện ra mình là một trong ba nhân vật đấy. Phụ đàn ông thì thấy có súng, phụ nữ thì uốn éo một tí, con hổ thì vô. Và bên này và bên nào và trong lần đó người đàn ông hạ được con hổ một người phụ nữ thì người phụ nữ hạ được người đàn ông. Cái nào? Ai chưa biết? Thế thì mình chơi một cái tí nhá, lần lượt từng giải qua giải một lần thôi, các bạn hãy cố gắng chiến thắng những bên cạnh. Cái đó. Khởi động một tí. À, kế tiếp là đi rồi. Mỗi tay này là một tim ạ, mỗi tay một tim ạ, cái này là tim ạ, cái này là một tim ạ. Và tất cả đều đồng loạt là thế đó. Hai bạn này bàn với nhau. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nhiều đồ chơi chưa? Đi. 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 Đi.